Ok, hello chào các bạn. Ok, hello chào các bạn. Tên là Adrian. Ok, hello chào các bạn. Tony. Anthony. Anthony, quên chưa Tony. Ok bạn, đây hôm nay đã có cả anh bạn, anh gọi là anh em họ hàng như vậy của em Adino mọi người. Thì cũng đi cùng với mình. Thì ok bạn, chào mọi người về kênh Quang Trung Vlog Cuộc Sống ở Châu Phi. Và bây giờ thì mình đang có mặt tại bản Catumbela, dùng khá là bàn mọi người. Thì hôm nay mình mới có thời gian vào thăm bản Catumbela và đến gặp bà trưởng thôn. Thì thầy bà thầy bảo được nói rất nhiều điều. Và hôm nay thì mình cũng đã mang một ý trọng, một hạt trọng đến cho bà. Hỗ trợ bà và cũng cái nhóm người đang làm, đang canh tác ở khu vực ở dưới mương mọi người. Tại vì nghe cái thời gian này á là đang là mùa khô, cho nên là chỉ có trồng được ở dưới cái khu vực mà ở dưới mương, ở dưới cái mương mọi người, cái mương nước ấy thôi. Chứ không phải là chứ không thể nào trồng ở trên cao mọi người. Nếu mà trời thế này mà trồng trọt thì rất khó. Với lại nếu mà mình mà làm cái hệ thống tưới tiêu hay là làm gì đấy thì để mà nói thì mình bỏ cái vốn ra rất là nhiều, mà mình thu lại được những cái thành quả thì chắc chắn nó sẽ không hoa được bộ mưa. Cho nên là mình tạm thời là cũng chưa có cách nào giải quyết được cả. Thì tạm thời là mua khổ thì chỉ có trồng trọt, hỗ trợ người dân bản là trồng trọt và ở dưới cái khu vực khu đoàn chỗ khi đoàn chuỗi mọi người, vừa rồi là đường chuỗi đấy. Dạ tao bộ mama cái gì sempre chào các bạn. À chào các bạn. Agora esse dia aí também é nosso, tem um trabalho. Então agora não dá pra dizer aqui sempre. Tá bem. Tenho saudade de você ver aqui. Não está aparecendo. Ok. Sim. Tá bom, fica bem assim. Tá bem. Oi, mano, é dia. A gente lá, hôm trước, também cùng mà bác trưởng thôn vào nhà mình mọi người, vào đến căn nhà và cũng nói là bác và mọi người đã chuẩn bị đất ở khu vực này, mọi người đây sắp tới sẽ chuẩn bị đất ở khu vực dưới suối, mọi người bây giờ chỉ trông trọt ở khu vực này thôi, đất có độ ẩm cao cũng như là có nước mọi người. Chứ còn bây giờ mà để mà trồng ở trên kia đến cao hơn kia đất thì không thể trồng được. Đấy, cho nên là bác cùng nói là cũng muốn là xem là có thể nào hỗ trợ bạn mình trồng được không. Đấy, thì thật như vậy thì mình cũng mang những cái giống cài cũng như là giống cài ngọt Việt Nam và cả cài đắng mọi người, và cả giống đậu bạc nữa để cho bà cái trồng và một cái bàn trồng. Thì chủ yếu là sẽ là để bà ướm giống đấy thôi, và sau đó là sẽ chia người dân bản, nói toàn bộ người dân bản thì cũng không phải mọi người. Thì chỉ có đó là tầm khoảng 50 mấy đến 20 người, 20 hộ gia đình là ở khu vực này, khu vực những con suối mọi người. Đấy, và con suối này là để sử dụng cái giống ở đây. Bây giờ mình sẽ đưa cho bà trưởng thôn để ướm giống ngay tại cái vườn giống của bà trưởng thôn đây. Và sau đó thì người dân bản, những người dân bản còn lại sẽ đến và sẽ lấy ra một ít giống để trồng cho họ mọi người. Dạ, ta bộ. Đấy, vẫn là những cái vườn mía mọi người. Đấy, đây, cá này. Hệ thống mướn nữa các bạn về cho sách các mọi người chơi vào trong trò thôi. Đấy. Dạ. Cú tù. Đây. Sao được. Chào bạn. Come on. Đây là phân dế mọi người. Phân dế này sẽ được bà ấy là bỏ trong cái khu vực ướm giống đây. Thì bà ấy cũng ướm một phân ít thôi, phân nhỏ mọi người. Đây là cái giống cải bây giờ là cũng không có giống cà chua, cũng không có giống khác nữa. Thì mình hôm nay là vào để hỗ trợ thêm giống cho bà, để cho bà gọi là có thể mà trồng trọt được vào cái mùa mưa, cái mùa gọi là mùa khô mọi người. Đấy. Mas agora, pai, agora o tempo de seco assim, é só fazer aqui na naga, isso não é mesmo. Mas não dá. Ah, não dá, porque assim a chuva não está severa. Agora estamos a aproveitar essa água da área. Ok. Tá bom. Aí, tem uma coisa aí. Ah, deixa eu ver assim. Oba, tem que me explicar uma coisa. No tempo da chuva, no mês passado, passou quebra de casa que partiu aí. Você acha que não botou aquele grande assim? Também partiu. Até a chapa, nós tiramos a semana passada, porque só tiramos as chapas, porque rachou muito mesmo, até não dá para lá ficar. As chapas já tiramos lá.
Agora aluguei uma casa, é para onde está, e arranjei como é um trabalhador. Não sei como fazer para lavar os adobes. Agora tem que lavar adobe, tá bem. Depois e coisa. E a fazer uma casa. Sim, é para fazer uma casa, mas não tenho como fazer. Ah, tu grupo que fazer a dupla aí tá pedindo dinheiro também? Ah, pedir dinheiro. Ok, tá bom. Tá bom, depois vou passar lá para ver. Tá bom, Chelsea, tá bom. Vamos ver aí, ha. Vou bảo mình là có cái tín gọi là anh gọi là anh bị thiểu não về thị thuê mọi người. Là của bản Catumela là có một ngôi nhà mà không được mình đến đấy là cả tầng dế đấy. Ủa, gọi là u capri tụt tay mày. Không capri sẽ bị tay tay mày. Tay mày. Ok, capri tay. À, giờ capri sẽ bị tay tay. Ok, tá bom. À, cái thằng đang ở trên tuôn này. À, dạ, tá bom. À, trên tuôn này. Đấy. Anh ấy giúp đỡ mình. Dạ, bà trưởng thôn vừa mới bảo là ở nhà của em mà có bị thiểu năng thì tuê mọi người là bị một cái mùa mưa vừa rồi á, như lần mưa của mùa trời mưa rất lớn nên đã bị gọi là bị đổ tương nick tương thì mình cũng chưa qua đảo sắm đâu nhưng mà mình nghe bác bảo vậy. Bây giờ thì có gì ngày mai mình sẽ qua đảo xem thế nào, nếu được thì mình sẽ là hỗ trợ cho anh ấy là xây làm một ngôi nhà bằng đất mới mọi người. Mai giờ vậy eu vi também na tua casa também partiu. Ah, partiu. Aquela casa do meu Deus. Criança. Aquele pastor, aquelas três que dormem, aquelas que dormem aí, o pastor de Gabrito. Ok. Ah, partiu também, que valeu. A chuva caiu. Ah, a chuva caiu. Caiu muito no meio de coisa de baixo. A chuva caiu. Só com a ventaninha que andou com ele. Agora a parede me escapou muito, caiu no meio de agora, chama só um grupo para lavar, para meter de novo. Isso é o problema. Vou fazer como não tenho para onde tirar, eles precisam de dinheiro. Ok. Já tá bom, agora o dinheiro tá aqui. Tá bem. Esse aqui é dinheiro. Ah, isso é aqui dinheiro. Depois vai sair dinheiro. Ah, sai dinheiro. Já, sai okay. Dinheiro. Ela é nhiều. 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 Essa aqui é coisa. É coisa da China. É da China. Também faz. Tá bem. Você pode vender também? Tá bem. Assim vou fazer mesmo trabalho com força. Vou ter dinheiro. Aí mình cũng rất khá tin tưởng với bác trưởng thôn. Thì bây giờ thì công việc cũng khá là nhiều và cũng rất là nhiều nơi để cần gọi là cần giúp đỡ mọi người. Thì như bác trưởng thôn ở đây thì cũng là một người rất là năng nổ, cũng giống như là bên bác mặt tía bên bản Băm Ba mọi người. Nhưng mà được cái là cũng không có điều kiện để mà mua giống cũng như là để mà chuẩn bị giống. Thì đấy là cái nguồn giống mình sẽ cung cấp cho bác ấy để bác ấy có thể mà sau khi mà ướm giống xong thì có thể chia thêm cho những người hộ gia đình khác nữa mọi người để mà trồng trọt nữa. Essa aqui são quê. Então depois você tem que enviar para também um grupo que fazer aqui. Tá bem, senhor. Entende, né? Tá, todo grupo mundo. Aqui também. Sim. Tem pessoa, né? Ah, tem pessoa. Okay. Tem pessoa. Yeah. Isso é coisa, é quiabo. É quiabo. É quiabo. É quiabo, tem boi quiabo aqui. Esse é quiabo, cuia muito. É cuia muito, né? Cuia. Yeah, essa aqui quiabo, tá aqui. Esse quando meter lá mais peixe, se vai dizer. É quiabo com peixe. Tá aqui. Essa aqui é com suda. É tu suda. É tu suda aí. Mas é tipo bebe coisa da... É tipo uma da vietnamita. Ah, vietnamita, já. É suda também na praça que tá vendendo boi. Também. Tá vendendo já. Tá aqui. Tá bem. Aí, aqui também. Tá bem. Pega aí. Sim. É, já. Toma aí. Ah, vou fazer dinheiro. Cai sangue, cai dão, meu amigo. Vou fazer dinheiro. Dinheiro. Oh. Essa aqui é dinheiro para fazer casa. Sim. Agora não tem como, não é isso? Já. Bà cái bảo là cái nhà eu vou semear mesmo, vou fazer mesmo casa. Depois de semear vou andar vendo, vou fazer mesmo casa. Ok. Bà cái bảo là cái nhà mà cái phòng mà đợt trước mình bỏ cái giường về cái đêm một cái em nhỏ ngủ ấy nó cũng bị gọi là bị sập rồi, trời mưa đó nhiều nhà sập. Em tao à cô này sẽ tem bùa được để su và tem bùa để cô casa que tá batido. Ah, tem bùa de aqui na aldeia mesmo tem 5 casas que partiram. Uma está mesmo lá no fundo na entrada. É. Umas 3. Agora as duas estão aqui no quê? É a minha do coisa daquela com a sua sentindo no Buda. Ok, Sim. Aí, que con que ngôi nhà của hai mẹ con mà có người con bị thiểu năng thì tuê ấy, chắc chắn là mình ngày mai thì mình sẽ đến đó thăm và mình sẽ giúp hỗ trợ là sẽ là làm một cái ngôi nhà đất mới mọi người, chắc chắn hơn cũng như là mời để cho hai mẹ con ấy có thể ở mọi người. Là đó là một cái trường hợp đặc biệt, là thứ nhất là người con cũng không có khả năng lao động và người mẹ thì lại cũng gọi là cũng không được bình thường lắm mọi người, chúng nó như nhau cả, nên là mình sẽ hỗ trợ đặc biệt và hỗ trợ trực tiên. Hay còn như nhà bà trưởng thôn thì đấy mình ấy đây là tiền, đây là những cái tiền này, sau đây là sẽ là ra tiền và sẽ là làm đồ làm gạch hay là mua thêm cái gì đó mọi người, nhưng mà để mình xem thế nào.
Yeah. Amanhã mais vou começar. Agora vou começar para fazer isso. Sabe, sabe. Sim, sim. Já sai bem. Já sai bem. Yeah. Mas quer dizer, não é assim tão. Muito bom. Ah. Ok, vai, ser, vai demorar boi aí. Ah, depois vai fazer mais aula. Lá, ali, né? Ah, sim, ali. Aí. Então, o quiabo não precisa do coio. Não, o quiabo só vai se inventar. Sim, não precisa viver. Não, não se viver. Não precisa... Essa quiabo aqui, sim. É só você meter um distância 40 centímetros. 40 centímetros. Mas agora, a linha com linha, 80. 80. Tipo aqui, tipo assim, exemplo aqui. Tipo aqui. Meteu aqui, né? Agora aqui. 40 é só assim, dois, mais ou menos aqui. Mete mais aqui. Mete mais aqui. Agora, yeah, mete mais aqui. Depois direto assim. Direto assim. Agora a distância do linha com linha são 80. 80. 80. 1, 2, 3, 4. São mais linhas aqui. Outra linha. E a outra linha. Tá meter 40, 40, 40 aqui. Já entendi, né? Ah, tô entendendo. Entendendo muito bem. Sim, tô entendendo. Ok, já tá aqui. Ah, tá funcionando. Aí, Daniel, tchau. Sim. Ah, ok. Muito bem, muito bem. Lindo. Ah. Caí? Aí vou ver. Já. Mas faz mesmo assim, esse dinheiro para passar aí bem. Ah, eu vou fazer mesmo, vou fazer mesmo. Eu não utilizo mesmo, eu não utilizo mesmo, não tem problema. Ok. Sim. Já, tá bom. Agora... O instrumento assim vai ajudar muito. Ok. Vai ajudar tá muito. Aí, sim. Eu vou ganhar lá um porrinho, um colher e bater um tom. Essa aqui é do outro pessoa, né? Essa é do filho. É do filho? Sim. É do filho, aí com o meu cara, meu. E a chão aí, eu vou xung quanh daí lá, họ sẽ lá, khai hoang dân dân. Agora você chama só o pessoal que tem terreno aqui. Tá bem, vai já, porque já tem cimento. Ah, já tem cimento. Ah, sim. Esse também vai. Amanhã nós vamos já começar. Porque se levássemos já com o fósforo, já devíamos botar o meio isso. Para amanhã a gente já começar já a trabalhar. Já, tá bom. Com a semente, com a semente, a semente tudo. Já. A semente é tudo. Fica bem mesmo assim. Obrigado. É Pedro. Oi. Sim, sim. Aí, cùng lâu lắm, nãy mình cùng không bao thăm bạc bedroom, mọi người. Bạc trường thối của bạn Catumbela. Thì hôm nay đi thấy bạc cái cùng mọi người cũng đang làm việc, cũng đang chuẩn bị làm việc, nhưng mà chỉ có vấn đề là không có giọng thôi. Bây giờ là có giọng thôi thì mình sẽ hỗ trợ với giọng bữa đầu này. Và cái cách trồng nhau đó và cái ươm giọng thì tất cả mọi người dân bản đều đã biết rồi mọi người. Đã biết từ ngày kia là cái lần trước ấy, là anh em mình đã đến đây và đã hướng dẫn và cũng đã hướng dẫn bạn cái làm giọng và gieo giọng nhau rồi. Bây giờ bạn làm theo như vậy thôi, rất là ok. Nên hy vọng là sẽ là có một cái vụ mùa bội thu mọi người. Ta bộc nhà không? Ta bây giờ đi, ta bây giờ đi. Ok. À. Vậy thế là gì? Tìm một cái cana, tìm ra những phim của chúng ta. À, ô cana. À, rất vui chứ. À, ô cana, nó xa mê ra của mê bơi để bơi. Vâng, chúng ta đã dùng phim mình dùng. Dạ, ok đấy, đấy. Mình mà chó hát giọng là bà cái đồng bộ nó lấy mê để chó lại mọi người. Đấy, kiểu không bao giờ để cho mình thiệt hay gì đâu đấy. Đấy, rất là, gọi là rất là thảo ăn. Dạ, ok. Ê, xin chào. Phim mê bộ. À, Tá lá mim, deu cá, é baga. Ok. Fica só assim tudo. Tá bem, senhor. Yeah? Muito obrigado, muito obrigado. Yeah. Para guardar também, sim. Depois, quem que quer mais, já tá aqui tudo aí. Tá bem, senhor. Muito obrigado, muito obrigado. Mas isso aqui, você tem que dividir bem. Vou dividir, senhor. Parabéns, para também outra pessoa também, também que tem que ter. Tá bem, senhor. Depois, eu quero ver mesmo, quando chegar aqui, quero mesmo ver tudo verde. Tá bem, senhor. Fica bonito. Sim. Já de quiabo e cobre. E cobre. Também tomate daquela onde está. Até mesmo bem, eu quero mesmo bem para todos também, como o senhor está fazendo. Ah, ok. Que dá semente. Se tem a semente, eu... Sozinho, tudo isto vou guardar, mas os donos também vão precisar. Isso é dinheiro, seu velhinho. Já é dinheiro, já tá bom. Ok, aí não. Aí, vem pro. Ah, ok. Agora já tem cimento. Vou chamar mesmo o grupo que tá aqui já, que tem terreno aqui ao lado. Ok? Ok, bạn ơi, thì bây giờ là que vai mua khổ, thì tôi trời ra một điều gì đấy rất là khó khăn mọi người. Bây giờ để mà làm một cái gì đó, nó gọi là nó hệ thống tưới tiêu rồi máy móc các kiểu á, thì thật sự thì đó là vì dành cho những cái giống cây trồng gì đấy gọi là nó có cái thu nhập, nó có cái giá trị kinh tế cao, hoặc là nó giống như là một số lượng rất là lớn mọi người, hoặc là để nhập khẩu, để xuất khẩu, để nhập khẩu đấy. Thế còn bên đây thì giá cả để mà bán ra thì cũng rất là rẻ mọi người, cho nên để mà mình đầu tư vào làm thì nó cũng không có tính khả thi mọi người. Với lại là mình chỉ có là tận dụng một cái nguồn nước sẵn có và những nơi sẵn có và mình ít để có thể nó thiết kế mà nó dẫn vào được những cái mảnh đất và có thể trồng trọt những cái mảnh đất đó thôi. Chứ còn để mà mình mà làm cái gì đó nó cho nó lớn lão thì nó rất là không thiết kế mọi người, nó sẽ là có thể là thua lỗ nữa mọi người. Nên mình giúp đỡ là
chứ là sẽ của mình cũng không thể nào mà giúp đời được một cái gì đó nó lớn lao lắm. Chỉ có là những cái hạt giống mọi người, hạt giống ươm mầm này thì đội bà trưởng thôn là một cái gì đó rất là vui. Bây giờ mình đưa cả cho bây giờ rất là thích mọi người. Bây giờ cái vấn đề chính là hạt giống, hạt giống không có thì không thể trồng được. Và hy vọng là cái số hạt giống này thì cả đủ sẽ cung cấp cho bản Catumela để mà cho họ có thể là không được cả bản thì có thể được nửa bản mọi người, hay được 2/3 của bản thì có thể là trồng thêm được rất là nhiều thứ nữa để thay đổi cuộc sống và chống gọi vào cái mùa gọi là cái mùa nặng này mọi người. Còn sau đó thì mình sẽ cố gắng là sẽ đưa vào những cái giống cây trồng khác nữa và có giá trị về kinh tế cao thì để mà trồng ở đây giúp đỡ người dân bản đấy, như vậy thôi. Ok sí, sí, sí. Đấy, mình cũng không được thì mình cũng là đưa một tí trồng bị giống cây bì như bị mà bị như đợt của ở bên bản thân tôi mình trồng đấy, thì mình thấy cái ở rất là hiệu quả nhất trong cái việc gọi là cung cấp thức ăn hàng ngày cho người dân bản, vừa có lá ăn vừa có quả ăn. Thì mỗi nhà bây giờ chỉ cần một cái vườn bì như vậy thôi, một cái vườn bì nhỏ như vậy thôi là đã có thể là phục vụ cho ăn uống cả một thời gian dài rồi mọi người. Thế là ok. Yeah, tá bom. Fica mesmo assim. Sim, tá bom. Yeah. Agora vai isso para casa, para ver aquela casa que tá batida. Ah, sim. Vamos ali. Vai ver nhà. Vamos. Hôm nay mình đi qua để nhà đi, bác không ở nhà mọi người. Thì mình đi qua rồi, mình cũng thấy là cái nhà thì bị sập, thì mình tưởng là bác ấy làm xây lại. Nhưng mà bác ấy vừa nói là thấy là trời mưa là bị sập mọi người. Thì mình phải xem như nào. À, đây mọi người. Đây là cái gì? Đây, lúc này mình nhìn thấy đây mọi người. Mình cứ tưởng là bác ấy đập ra làm gì. Nhưng mà trời mưa mọi người. Chú và cây. Chú. Chú ra cái chỗ không được. Cô là, a cá mà cái mẹ tê ra mẹ tê. Não, não mẹ tê mẹ tê mẹ tê mẹ tê mẹ tê. Depois só estamos a transportar os adubos daquela casa também. De partido. Estamos a transportar os adubos para construir aí, para meter mais dentro de uma casa. Ok, já. Tem que meter mais isso. Tá bem. Já. Mas é duplo, meter mais daqui é fácil isso. É fácil. Damos a ok. Trabalha-se muito bem. Sabe? Aí, bacana, né? Vamos ver, né? Aquele que da mamãe está me ajudando muito. Transporto lá do bem. Então, isso sem mesmo fazer tudo. Ok. Sim. Só que a casa do Buda que não consigo fazer, mas essa mesmo consigo fazer. Ok. Ah, consigo fazer. Aí, bacana, vamos ver, là tặng 2 xe rua mọi người cho bạn đường thôn đấy, thầy giúp đỡ rất là nhiều, đấy là chở gạch, cái chở đá kiểu đấy, giúp đỡ rất là nhiều trong cái công việc gọi là vận chuyển. Và bạn có bảo là cái này thì dễ làm, nhanh mà, cái làm gì mà bạn cũng biết cách làm thôi, và chính người trong bản có thể làm được và bạn cũng biết cách xây dựng cái nhà đi rồi. Chào các bạn. Ramoni! Vietnam! Não pode esquecer! Ajuda bem, cùng một thời gian mình cũng không có quay bản trường thôn của bản Mắm của bản Catumela lên, và cũng như là mọi người dân của bản Catumela và những người cháu mọi người, con cháu của bà đây nữa. Thì một lần này thì mình cũng muốn cảm ơn rất là nhiều là luôn quan tâm và theo dõi kênh Quang Dung Vận Động Cuộc Sống ở châu Phi. Và các bạn thấy video này hãy để nghĩ một like, một share và kênh Quang Dung Vận Động Cuộc Sống nhiều hơn nhé. Chào các bạn. Ok. Đây là để cái máy mình vào mình mua bánh kẹo mọi người. Hôm nay là quên mua. Là hôm nay là mình cũng không biết xe mọi người. Đi xe Galileo thì là bánh kẹo thì bỏ lên xe kia rồi. Nên là không ăn bánh kẹo theo. Dạ mà nha, vô cùng vô về khi bà đã cùng đau bữa xe nhá. Dạ, phía kia bè gì nhá. Ông mà xem ai để phát mạnh đó bằng bà để phát mà.